Đại hào môn tiêu phàm. chương 1521, thiên hạ hội minh. Sau đó nhiều năm ở giữa, tiêu phàm cùng tân lâm giấu chân, trải rộng huyết linh đại lục, huyền ta giới, trung thổ giới các nơi. Cùng những này giao diện cường đại nhất có thể gặp gỡ. Huyết linh đại lục cùng nam châu đại lục, ở vào cùng một cái giao diện, trên thực tế, cơ hồ cùng hai cái khác biệt giao diện không sai biệt lắm, bởi vì vì không gian thông đạo sụp đổ, lẫn nhau ở giữa, đã có thời gian rất lâu chưa từng bù đắp nhau. Là gần đây không lâu, đổ sụp không gian thông đạo mới lại lần nữa đả thông. Bất quá hai khối đại lục đều gặp phải khổ chiến, lẫn nhau câu thông giao lưu, cũng liền phi thường thưa thớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiêu phàm thanh danh, dần dần tại huyết linh đại lục trở nên càng ngày càng vang dội. Đối mặt huyền ta giới toàn diện tiến công, huyết linh đại lục thực lực không bằng, cho tới nay đều đánh cho 10 điểm gian khổ, không ít phải đều bị huyền ta giới công chiếm, huyết linh đại lục các tu sĩ, chỉ có thể tập trung cố thủ mấy chỗ khẩn yếu nhất thành trì pháo đài, làm sao cùng chống lại. Tiêu phàm đến, cải biến cục diện này, cũng không biết từ trường nào thì bắt đầu, huyền chúng ta tiến công, cũng không phải là mãnh liệt như vậy, lại về sau, vậy mà bắt đầu triệt binh. Cùng lúc đó, vô cực môn trưởng giáo tổ sư tiêu phàm danh tự, cũng bắt đầu ở huyết linh đại lục lưu truyền. Trung thổ giới tình hình, so huyết linh đại lục yếu lược rất nhiều. Audio điện tử võ tấn bền Nguyên nhân ngay tại ở, trung thổ giới tu chân giới sớm đã tàn tạ, cơ hồ đại bộ phận phân tinh cầu đều không thích hợp nữa tu chân. Mấy trăm năm trước, tu chân văn minh vừa mới bắt đầu khôi phục, tu sĩ số lượng chẳng những cực kỳ thưa thớt, mà lại cấp bậc phổ biến dưới đáy. Quyền ta giới tùy tiện phái ra một chi quân yểm trợ, liền quét ngang toàn bộ trung thổ giới. Trung thổ giới chỉ có những ngày cấp thấp tu sĩ, ai đều sẽ không coi là thật cùng huyền ta giới đại quân đối kháng, ngược lại nhau nhau gia nhập huyền ta giới tông môn, tìm kiếm chân chính vĩnh sinh chi đạo. Dễ như trở bàn tay chiếm cứ trung thổ giới khổng lồ như vậy giao diện, tương đương với có được một chỗ chờ đợi khai khẩn phì nhiêu đất hoang, huyền ta giới tu sĩ cấp cao nhóm. Tự nhiên hết sức hài lòng, thẳng đến tiêu phàm cùng tân lâm xuất hiện, tại huyền ta giới, tiêu phàm khai thác đồng dạng sách lược, trực tiếp tìm tới bọn hắn nổi danh nhất nhìn ngộ linh lão tổ, một đường luận bàn đọ sức quá khứ thế là tiêu tổ sư đại danh tại huyền ta giới trở nên cực kỳ vang dội nghe nói tại huyền ta giới còn phát sinh cùng loại với cao cổ giới cùng nam châu đại lục vây công thất giả mãng một màn huyền ta giới cao giai ngộ linh các lão tổ tập hợp cùng một chỗ bày ra đại trận hợp lực hướng tiêu phàm xuất thủ đại chiến kinh thiên động địa nhưng tiếp tục thời gian không phải quá dài tại trận này đại chiến bên trong tiêu phàm không tiếp tục một mực hạ thủ lưu tình rất không khách khí xuất thủ lấy mấy tên ngộ linh lão quái tính mệnh. Những này bị tiêu phàm đánh giết ngộ linh lão quái, không có gì hơn hai loại người, nó một là tại huyền ta giới có tiếng xấu, thị sát thành tính cuồng ma, hai thì là đã từng thua ở tiêu phàm thủ hạ. Miệng đầy đáp ứng ngừng chiến bãi binh, kết quả quay người lại liền bội bạc, đem lời thề của mình quên hết đi. Đối loại này nói không giữ lời, thay đổi thất thường tiểu nhân. Tiêu trưởng giáo cũng là không dung tình chút nào, những người còn lại mắt thấy không địch lại, liền là bỏ trốn mất dạng. Trận này đại chiến, triệt để phá tan huyền ta giới cao giai ngộ linh lão tổ đấu trí. Không cùng tiêu phàm lần nữa tìm tới cửa, những này may mắn trốn được tính mệnh ngộ linh lão quái, liền chủ động hướng tiêu phàm phát ra tin tức, biểu thị nguyện ý cùng tiêu chân nhân ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Sau đó, huyền ta giới liền bắt đầu từ huyết linh đại lục triệt binh. Tiêu phàm cùng tân lâm cũng rời đi huyền ta giới, trở về Nam Châu đại lục. Giáp Nam Tiêu diệt thất dạ mãng 80 năm sau, vô cực môn tổng đàn sở tại địa thiên tôn lĩnh, răng đèn kết hoa, một phái không khí vui mừng. Kỳ thật không chỉ là thiên tôn lĩnh, toàn bộ đô lương thành thậm chí là toàn bộ đại triệu quốc đều đắm chìm trong vui mừng bên trong. Một ngày này là thiên hạ hội minh lễ lớn. Năm đó một trận chiến, vô cực môn tổng đàn cơ hồ bị san thành bình địa, tất cả công trình kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không lỗi thời cách 80 năm vô cực môn tổng đàn sớm đã trùng kiến, quy mô chi hùng vĩ, càng sâu trước kia. Toàn bộ tổng đàn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái đô lương thành. Nghe nói tại cái này 8 trong 10 năm, vô cực môn cực tốc khuếch trương, môn nhân đệ tử đã vượt qua 10 triệu chi chúng, trở thành Nam Châu Đại Lục hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tông môn. Thậm chí có rất nhiều người đều nói, vô cực môn là đương kim ngũ đại giao diện thứ nhất tông môn. Thuyết pháp này cũng không phải không có lý. Đơn thuần lấy môn nhân đệ tử số lượng mà nói, vô cực môn có lẽ còn không thể xưng là ngũ đại giao diện thứ nhất tông, tại thất dạ giới, huyền ta giới, thậm chí huyết linh đại lục, đều có liên hợp tông môn, môn nhân đệ tử số lượng so vô cực môn càng nhiều. Nhưng mà luận tuyệt đối chiến lực, vô cực môn là hoàn toàn xứng đáng ngũ đại giao diện thứ nhất. Bỏ qua một bên không nói những cái khác, vẻn vẹn liền ngoại giới biết, vô cực môn ngộ linh kỳ lão tổ, đã có bốn vị. Trưởng giáo chân nhân tiêu phàm, thái thượng trưởng lão chỉ thủy tổ sư, thủ tịch đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu trưởng giáo song tu bạn Lữ Tân Lâm. Một cái tông môn đồng thời có được bốn tên ngộ linh kỳ lão tổ. Cái này tại toàn bộ Lan Châu đại lục mấy trăm ngàn năm tu chân sử thượng đều là tuyệt vô cận hiếu. Đừng bảo là những tông môn khác chưa hề xuất hiện qua loại này rầm rộ, liền xem như vô cực môn tự thân, trong lịch sử cường thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ đồng thời xuất hiện qua ba tên ngộ linh kỳ lão tổ. Huống chi, trong truyền thuyết, tiêu trưởng giáo một vị khác song tu bạn Lữ Uyển Thiên Thiên, cũng đã đột phá giảm buộc, đặt chân ngộ linh kỳ, thành tựu hỏa linh vương người chi thân. Ngoài ra, tiêu chân nhân trí ít còn có hai vị ngộ linh kỳ giúp đỡ. Một vị là chiến lực siêu quần thổ ma ngẫu, còn có một vị, nghe nói là cùng thất giả mãng cùng đi từ huyền linh thượng giới sát quỷ chi vương. Ai cũng không biết, tiêu trưởng giáo đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Nghe nói huyền ta giới chi chiến, tiêu phàm lợi hại chiêu số tầng tầng lớp lớp, cao giai ngộ linh kỳ giúp đỡ cũng là càng đánh càng nhiều, vượt xa khỏi huyền ta giới một đám ngộ linh kỳ đại năng lúc trước dự tính, bị tiêu phàm đánh cho thất bại thảm hại, tử thương thảm trọng cũng liền không hề thấy quái lạ. Đem những này đều tính toán ở bên trong, vô cực môn chân thực chiến lực, thực tế là khó mà đánh giá. Huống chi, tiêu trưởng giáo là cửu linh thể hỗn độn chân thân, chiến lực mạnh, có một không hai thiên hạ. Là chân chính đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cho nên, vô cực môn sớm đã trở thành ngũ đại giao diện danh phù kỳ thực siêu cấp đại hào môn. Dưới mắt, tại ngũ đại giao diện cũng duy chỉ có vô cực môn cùng tiêu tổ sư mới có, hội minh thiên hạ tư cách cùng danh vọng. Một ngày này, sẽ có Nam Châu Đại Lục, Huyết Linh Đại Lục, Cao Cổ Giới, Thất Dạ Giới, Huyền Ta Giới Cao Giai Ngộ Linh Kỳ Lão Tổ, đến đây hội minh. Dù coi như là yếu nhất tiểu nhân trung thổ giới, dựa theo tiêu tổ sư chính miệng phân phó, cũng muốn chọn phái đi đại biểu, đến đây tham dự hội nghị nếu là ngũ giới hội minh, kia liền không thể đem trung thổ giới bỏ qua một bên. Đô lương thành mỗi người, đều vui vẻ ra mặt, mặc dù tuyệt đại bộ phân cấp thấp tu sĩ cũng không thể may mắn mắt thấy lần này hội minh thịnh cảnh, nhưng bọn hắn lại hiểu rõ một chút, từ nay về sau, thiên hạ thái bình. Từ đây sẽ không còn có chiến tranh, bọn hắn lại có thể chuyên chú vào riêng phần mình tu luyện, truy tìm trong cõi u minh vĩnh sinh chi đạo. Đây hết thảy, đều đều là bái tiêu tổ sư ban tặng. Giờ thìn. Thì thiên tôn lĩnh bên trên pháo mừng oanh minh, tiên nhạc lượn lờ. Một vị lại một vị cao giai ngộ linh tổ sư, tại môn nhân đệ tử chen trúc phía dưới, hoặc giá độn quang, hoặc ngự pháp bảo, hoặc dẫm phi kiếm, hoặc ngồi tàu cao tốc, tay áo bồng bềnh, hướng thiên tôn lĩnh mà tới. Tiêu phàm một bộ bạch bào, đứng sừng sững ở vô cực biển trước, tự mình chờ đón các giới ngộ linh kỳ đạo hữu đại giá quang lâm. Ở bên cạnh hắn, Tân Lâm, Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử, Cơ Khinh Sa, Trần Dương, Azelena cùng bạn nữ đứng sóng vai, cùng một chỗ chờ đón khách quý. Thiên diệu tiên tử như trước vẫn là như vậy thanh lệ thoát tục, nghiêm túc thận trọng, từ trên thân lộ ra linh áp đến xem, sớm đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn bước vào ngộ linh kỳ. Cơ hồ tất cả mọi người vững tin, thiên diệu tiên tử phóng ra một bước này chính là tất nhiên. Cơ khinh xa, Trần Dương hai người cũng đã đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, mặc dù cách đại thành còn có đoạn khoảng cách, nhưng có tiêu phàm tự mình chỉ điểm, tăng thêm vô hạn lượng cực phẩm đan dược cung ứng, hai vị này cảnh giới đại thành cũng là có thể dự tính. Tương đối mà nói, Azelena cảnh giới thấp nhất, tạm thời còn dừng lại tại nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn. Bất quá pháp lực hùng hậu, chân nguyên tràn đầy, rất rõ ràng cơ sở đánh cho phi thường vững chắc. Tại chờ đón trong đội ngũ, mọi người chưa từng nhìn thấy chỉ thủy tổ sư, cũng chưa gặp đến trong truyền thuyết sớm đã đặt chân ngộ linh kỳ uyển thiên thiên, cùng tiêu chân nhân bản mệnh linh sủng hắc lân. Chỉ thủy tổ sư đang lúc bế quan, kỳ thật chỉ thủy tổ sư cũng không phải nhất định phải ở thời điểm này bế quan, chỉ bất quá, lão gia tử không nguyện ý tại dạng này lịch sử tính thời khắc, ra mặt đến đoạt đệ tử phong thái. Tiêu phàm nhị sư huynh văn nhị thái ra bồi tiếp sư phụ cùng một chỗ bế quan. Văn nhị thái ra bây giờ từ lâu tu vi tinh tiến vào, lại không là ngày xưa ngô hạ am mông. Uyển thiên thiên vẫn như cũ là hỏa linh thân thể, bất quá tại thất giả mãng thần hồn trong trí nhớ, tiêu phàm tìm được để hỏa linh một lần nữa ngưng tụ nhục thân biện pháp, chỉ bất quá cần thu thập vật liệu quá nhiều, quá mức nghịch thiên, cũng nên chờ chút minh về sau, mới tốt đi bắt đầu thu thập. Không có nhục thân, uyển thiên thiên cũng không nguyện ý tại trước mặt mọi người lộ diện. Đại đương ra thế nhưng là rất thích trưng diện, hắc lân lưu tại tây mạc biển cả toan nghe vương tộc thánh linh nguyên địa. Trải qua tiến hóa rất dài, hắc lân cũng cuối cùng đã tới cần gấp nhất trước mắt. Tiêu Phàm hy vọng thánh linh bản nguyên chi lực có thể trợ nàng đột phá sau cùng ràng buộc, đi trên cao hơn bậc thang. Dù sao Hắc Lân bản thân cũng mang theo cực kỳ nồng đậm thánh linh huyết mạch. Trừ Tiêu Phàm cùng một đám bạn nữ, Duy Ma thái tử, Trương Ngũ tiên sinh, Cửu Âm Thiên Vương, Phu Sơn phu nhân, Mộc Linh phu nhân, Ngọc Hư đạo trưởng, Cửu Lê tiên tử, Âu Dương Minh Hạo, Trần Trường Khánh, Phương Thánh Nhân, Phổ Hoa chân nhân, Nguyên Hạo, Hoàng Tuyền chân quân cùng chờ cùng Tiêu Phàm giao tình thâm hậu Ngộ Linh lão tổ cũng sớm đuổi tới thiên tôn lĩnh cùng tiêu phàm sóng vai chờ đón khách phương xa tới thiên tuyệt thần ni tại lớn phục ma chùa bế quan chưa từng tham dự hội nghị nàng nhất quán không thích lắm loại này náo nhiệt náo nhiệt tràng cảnh theo thời gian chuyển rời các giới ngộ linh lão tổ hội tụ một đường buổi trưa chính hội minh chính thức bắt đầu tham gia lần này hội minh ngộ linh lão tổ vượt qua hơn trăm người trừ tiêu phàm cùng thất giả giới trăm nhịn thêm người bên ngoài còn có một vị đến từ huyền ta giới đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ cảnh giới trí cường giả. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Tại tiêu tổ sư sướng nghị dưới, tham dự hội nghị ngộ linh các lão tổ nhất trí đồng ý, ngũ đại giao diện từ nay về sau, bãi binh giảng hòa, thân như huynh đệ, vĩnh viễn không công phạt. Nếu làm trái lời thề này, thiên hạ cùng thảo phạt chi. Hội minh trung đẩy vô cực môn trưởng giáo tổ sư tiêu phàm vì ngũ giới đại minh chủ. Định minh quy, chế minh cờ, ban tín vật minh cờ chỗ đến, như minh chủ đích thân tới, nhưng có chỗ mệnh, đều nghiêm túc tuân theo. Thiên tôn lĩnh bên trên, pháo mừng oanh minh, vương khí ngút trời. chương 1522, Thánh Tổ Thiên Tôn Thời gian thấm thoát, 600 năm nhanh chóng trôi qua. Tòa ma giới Nam Châu Đại Lục Nhạc Tây Quốc Quảng Ninh Châu. Phía Tây mấy ngàn dặm chỗ, từ khi 600 năm trước, ngũ đại giao diện cao Giai ngộ linh lão tổ tại Đô Lương Thành Thiên Tôn lĩnh hội minh về sau, chiến hỏa lắng lại, Nam Châu đại lục tu chân văn minh cao độ phát triển. Trước kia bị ngăn cách tại Tây Nam một góc, tài nguyên bần cùng, diện tích hẹp tiểu nhân nhạc Tây địa khu, cũng nhận được nhảy vọt phát triển. Bất quá so với Nam Châu đại lục ở chỗ bụng mang đến, vẫn là phải lạc hậu được nhiều. Dù sao nơi này là như thế vắng vẻ, nhưng là một ngày này, Quảng Ninh Châu phía Tây mấy ngàn dặm vùng núi, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Tinh kỳ phấp phới, đề phòng xâm nghiêm, tất cả từ kề bên này đi ngang qua tu sĩ, hết thảy bị ngăn lại, một nhóm khôi giáp tươi sáng, trang bị tinh lương giáp sĩ, minh bạch nói cho bọn hắn, nơi đây đã toàn bộ giới nghiêm, bất kỳ người nào không cho phép thông hành, để bọn hắn lập tức đường vòng. Cũng may những giáp sĩ này mặc dù tìm từ nghiêm khắc, lại cũng không hung ác, mà lại toàn thân quang minh lẫm liệt, không mang mảy may tà ma ngoại đạo khí tức, cũng tịnh không khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh, liền có người nhận ra bọn hắn cờ sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cực môn, đây là vô cực môn đặc hữu cờ xí, mà lại, trong đó một mặt hạnh hoàng kỳ xí chính trung tâm hỗn độn đồ án, vậy mà là trừ màu đỏ, cực kỳ tinh xảo. Thánh tổ thiên tôn, nghe hỏi chạy tới hắc sa môn môn chủ cát lão quái nhìn thấy mặt này trừ màu đỏ hỗn độn cơ, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, miệng bên trong thì thảo nói. Ngũ giới minh chủ uy chấn thiên hạ, không đâu địch nổi, vô cực môn hậu bối đệ tử, đều đều tôn tiêu phàm vì thiên tôn mà bất danh. Vì khác biệt với khai phái tổ sư vô cực thiên tôn, tiêu phàm bị tôn xưng là thánh tổ thiên tôn, dùng cái này khoe trong đó hưng vô cực môn công tích vĩ đại. Ngay từ đầu, xưng hồ thế này còn chỉ ở vô cực môn nội bộ lưu truyền. Dần dần, liền bắt đầu thịnh hành tại gian ngoài, bởi vì tiêu phàm một tay kết thúc giao diện đại chiến, trừ khử chiến hỏa, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, rất nhiều người đều cảm niệm hắn đại ân đại đức. Thánh tổ, chi danh, thiên tôn, chi hào, thực chí danh quy. Trong mấy trăm năm, thánh tổ thiên tôn danh mãn trong nước, uy chấn vạn bang. Hỗn độn cờ là vô cực môn tiêu chí, mà màu vàng hơi đỏ hỗn độn cờ, ở giữa hợp với chữ màu đỏ hỗn độn đồ. Thì là thánh tổ thiên tôn chuyên dụng tiêu chí. Mặt này, thiên tôn cờ, ở đây tịch tịch bay múa, rõ ràng không lầm tỏ rõ lấy thánh tổ thiên tôn bản tôn ở đây. Cát lão quái lại cũng không nghĩ ra, một ngày kia, thánh tổ thiên tôn sẽ đến đến Quảng Ninh Châu nói đến, Hắc Sa Môn cũng là tiêu phàm, người quen biết cũ. Tiền nhiệm Hắc Sa Môn môn chủ cát lão quái, sớm đã tỏa hóa, dưới mắt vị này Sa Môn chủ, chính là lúc trước vị kia cát lão quái dòng chính truyền nhân. Tu Vi so lúc trước Sa Môn chủ còn muốn cao, cư nhưng đã đột phá nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Đặt chân trung kỳ, Hắc Sa Môn tự sáng tạo phái đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua một vị đạt đến tại nguyên anh trung kỳ cảnh giới môn chủ. Vị này cát lão quái cũng có thể nói là kỳ tài ngút trời, bị đồng môn ký thác kỳ vọng. Hy vọng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Hắc Sa Môn có thể nâng cao một bước. Chỉ bất quá, Thánh Tổ Thiên Tôn lão nhân ra ông ta bỗng nhiên dáng lâm nhạc Tây, lại không biết phát sinh loại nào đại sự. Cát lão quái nói thầm trong lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện xin hỏi, càng không dám vượt qua giới hạn. Tại Quảng Ninh Châu 100.000 tu sĩ trăm tỷ tỷ bách tính trong mắt, hắn Sa Môn chủ chính là trí cao vô thượng đại nhân vật, tuyệt đối cần ngưỡng vọng, nhưng là tại vô cực môn trong mắt, hắn cùng cái khác phổ thông tu sĩ không có gì khác nhau. Thân phận địa vị, so sánh với cùng vô cực môn quan hệ mật thiết tu sĩ Kim Đan còn kém xa tiết tắp. Thánh tổ thiên tôn tự mình giá lâm, tuyệt không phải hắn có thể cản rỡ. Đúng lúc này, trắng khôi giáp sĩ hướng hai bên một phân, một tên nam tử trẻ tuổi ngồi theo gió mà đến. Tên này nam tử trẻ tuổi ước chừng hai mười mấy tuổi bộ dáng, áo trắng bạch bào, vẫn chưa mặc khôi giáp, trong tay nhẹ nhàng đong đưa một thanh quạt giấy, dung mạo tuấn lãng, từ trên người hắn lộ ra linh áp đến xem, Thình Lình cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nam tử áo trắng thẳng đến Cát lão quái mà đến, ôm quyền mỉm cười nói, thế nhưng là Hắc Sa môn đường cát bạn. Cát lão quái không dám thất lễ, bận biểu tức gật đầu nói, chính là tại hạ, chưa dám thỉnh giáo bạn họ gì đại danh. Tại hạ họ Diệp, Lá Kiệu, chính là vô cực môn tứ hải đường trưởng lão, đi theo bản môn thánh tổ đến tận đây. Thánh tổ phân phó, mời Sa môn chủ gặp mặt, Lá Kiệu mỉm cười nói, nho nhã lễ độ, thánh tổ thiên tôn, lão nhân gia ông ta muốn gặp ta, cát lão quái không khỏi sửng sốt, nửa ngày chưa từng lấy lại tinh thần, chố mắt thật lâu, mới ăn một chút nói, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một ngày kia, thế mà có thể tận mắt nhìn đến vị này trong truyền thuyết ngũ giới trí tôn. Là, đường cát bạn mời đi theo ta, đúng đúng, lập tức cát lão quái choáng váng choáng não cùng tại lá kiệu sau lưng, cưới độn quang, cẩn thận từng ly từng tí hướng dãy núi vây quanh bên trong mà đi. Ở nơi đó, có một cái siêu cấp truyền tống trận, là liên tiếp trung thổ giới một cái tên là địa cầu tiểu tinh cầu. Nghe nói, kia là thánh tổ thiên tôn tổ địa, căn cứ 600 năm trước ngũ giới hội minh minh ước, địa cầu cùng xung quanh một mảng lớn tinh không, đều thuộc về vô cực môn quản lý. Cái khác bất kỳ thế lực nào, không được nhúng tay, nếu không liền bị coi là đối vô cực môn khiêu khích. Chỉ ít tại cái này năm cái giao diện, trước mắt là không có bất kỳ cái gì người cùng tông môn, có can đảm hướng vô cực môn khiêu khích. Cái này truyền tống trận, ngày bình thường cũng là từ vô cực môn trực tiếp phái người chấn thủ. Bất quá vô cực môn người, chỉ phụ trách chấn thủ truyền tống trận, cũng không can thiệp nhạc Tây địa khu tu chân giới sự vụ. Đây cũng là vô cực môn nhất quán thừa hành tôn chỉ, chỉ cân đối, không xử lý. Hôm nay lại không biết vì sao sẽ như thế gióng chống khua chiêng, ngay cả thánh tổ thiên tôn bản thân đều kinh động chẳng lẽ nhạc tây địa khu xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa thế nhưng là ngấm lại lại không đúng nếu thật là phát sinh đại sự như vậy mình thân là nhạc tây quốc địa đầu xà không có lý do không ngay lập tức biết coi là thật nghĩ mãi mà không rõ cũng may cát lão quái nghi hoặc cũng chưa tiếp tục bao lâu rất nhanh hai người liền đi tới truyền tống đại điện nơi này ngược lại yên tĩnh cũng không như bên ngoài như thế để phòng xâm nghiêm nói đùa thánh tổ thiên tôn lão nhân ra ông ta tự mình tỏa trấn ở đây ai dám nháo sự. Lại cần đề phòng cái gì? Gian ngoài đề phòng tuần tra, chỉ là không muốn bị người không liên quan cùng quấy giày mà thôi. Vừa mới đạp mạnh tiến vào truyền tống đại điện, một cỗ áp lực cực lớn, đập vào mặt, cát lão quái vội vàng không kịp chuẩn bị, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút liền quỳ xuống. May mà lúc này, một cỗ nhu hòa đại lực vô thanh vô tức tuôn ra đem tới, tại dưới người hắn nhẹ nhàng khẽ kéo, cuối cùng không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Thật vất vả ổn định tâm thần, Dương mắt nhìn về phía trước đi, chỉ thấy phía trước hơn 10 người, đang đứng tại truyền tống trận một bên, đưa lưng về phía cửa điện, nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Cát lão quái tự nhiên mà vậy nhô ra thần niệm chi lực quét qua, mồ hôi lạnh trên trán bá liền rỉ ra. Thâm bất khả chắc, không chỉ ở giữa vị kia áo trắng bạch bào tu sĩ hoàn toàn tra dò xét không ra bất kỳ tin tức, đứng ở hai bên người hắn hai bên hơn 10 vị, cũng đồng dạng thâm bất khả chắc, áp lực lên người cát lão quái có thể 100% kết luận, mấy vị này, đều đều là ngộ linh kỳ lão tổ. Nguyên Anh kỳ đồng đạo, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể có thể để cho hắn hoàn toàn tra dò xét không ra bất kỳ nội tình. Chỉ là, hơn 10 vị ngộ linh lão tổ đồng thời xuất hiện tại nhạc Tây Quốc Quảng Ninh Châu cái này địa phương cứt chim cũng không có, thật đúng là khiến người nghĩ đến nát óc cũng không hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thánh tổ thiên tôn dù thế nào cũng sẽ không phải triệu tập cái này rất nhiều ngộ linh lão tổ tới đây dung ngoạn. Khởi bẩm tổ sư, hát xa môn đường các bạn đến. Lá kiệu bước nhanh hướng về phía trước, không người nói. Hơn 10 vị ngộ linh lão tổ đồng thời xoay người lại, ở trong vị kia, dĩ nhiên chính là thánh tổ thiên tôn tiêu chân nhân. 600 năm trôi qua, tiêu phàm vẫn như cũ trẻ tuổi tuấn lãng, nhìn qua như là khoảng 30 người, mặc áo vải vải bào, mộc mạc đến cực điểm, anh hoa nội liếm, nhưng kia cỗ vương giả chi uy, lại cuối cùng khó mà tận che đậy, mỗi giờ mỗi khắc đều lưu lộ ra. Cát lão quái dưới chân mềm nhún, quỳ dạp xuống đất, cung cung kính kính bái xuống dưới, cung kính thanh âm, hắc sa môn sau tiến vào vãn bối mây cát trời, bái kiến thánh tổ thiên tôn. Đường các bạn không cần đa lễ, tiêu phàm mỉm cười nói, ngữ khí nhu hòa, nhấc tay hư nhấc một chút, tâm động lực đến, cát lão quái chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đạo đem mình bao vây lại, mảy may đều kháng cự không được, như vậy theo đứng lên. Đa tạ thánh tổ thiên tôn, tiêu phàm ánh mắt tại trên mặt hắn nhẹ nhàng quét qua, mỉm cười nói tiêu mỗ ngày xưa cùng quý môn tiền bối có cũ, đường cắt bạn hẳn là có lẽ nghe lệnh tổ nói qua a à. Mảnh bàn về đến, lúc trước cắt lão quái thế nhưng là đối tiêu phàm lòng mang ý đổ xấu, lẫn nhau, có thù, chỉ bất quá mấy trăm năm trôi qua, sớm đã vật đổi sao rời. Tiêu phàm năm đó đều chưa từng truy cứu cắt lão quái, bây giờ như thế nào lại đi làm khó vãn bối của hắn hậu nhân. Vâng, vãn bối hổ thẹn, năm đó tiên tổ cũng là có mắt mà không thấy thái sơn. Mây cát trời bận biểu tức nói, mồ hôi gợn sóng mà hạ. Tiêu phàm khoát tay áo, vừa cười vừa nói, đều là chút chuyện cũ năm xưa, liền không cần sách. Ta cố ý mời đường cát bạn tới, là có một chuyện muốn nhờ. Mây cát trời giật nảy cả mình, liên tục không ngừng khom người nói, thánh tổ thiên tôn nói như vậy, thực tế là chiết sát vãn bối, thiên tôn nhưng có chỗ mệnh, cứ việc phân phó, hắc sa môn trên dưới, Đều đều tôn kính thiên tôn hiệu lệnh Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, song mi có chút nhau Mây cát trời giật nảy mình, trên thế giới này Thế mà còn có chuyện có thể khiến thánh tổ thiên tôn nhíu mày Quả thực không thể tưởng tượng nổi Lấy thánh tổ thiên tôn thần thông quảng đại Chẳng lẽ còn có chuyện gì là lão nhân ra ông ta xử trí không được sao Đường các bạn, nơi đây truyền tống trận liên thông không gian thông đạo Gần đây xuất hiện không lớn ổn định dấu hiệu tiêu mỗ muốn để cái này không gian thông đạo một lần nữa ổn định lại, cần ở đây cách làm. Bất quá không gian chi đạo, từ trước bác đại tinh thâm, cho dù ai đều không có hoàn toàn chắc chắn. Cái này không gian thông đạo bên trong ẩn chứa không gian chi lực quá mức cường đại, vạn nhất khống chế không nổi, rất có thể sẽ lan đến gần nghìn dặm xa. Tiêu phàm chậm rãi nói, a à, mây cát trời không khỏi sừng sốt, vì vậy, tiêu mỗ cần đường các bạn sau khi trở về, lập tức sơ tán toàn bộ Quảng Ninh thành tu sĩ cùng phàm nhân bách tính, chỉ ít hướng đông bên cạnh di chuyển mấy ngàn dặm. Ta cho ngươi một tháng thời gian, cũng không có vấn đề a. À. Tu chân chi sĩ di chuyển mấy ngàn dặm, một tháng là thước tha có dư, mấu chốt ở chỗ Quảng Ninh Châu trăm tỷ tỷ phàm nhân, một tháng di chuyển mấy ngàn dặm, độ khó hơi bị lớn. Nhưng Thánh Tổ Thiên Tôn đã dạng này phân phó, dù là lại khó gấp 10, mây cát trời cũng không dám có chút trần chờ do dự, lập tức một ngụm đáp ứng mời thánh tổ thiên tôn yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. chương 1523, Hà Nâng Phi Thăng Bóng đêm dần sâu, truyền tống đại điện thiền điện bên trong, đèn đuốc dã rời. Tiêu phàm ở giữa mà ngồi, tân lâm, âu dương minh nguyệt, thiên diệu tiên tử, uyển thiên thiên bồi bạn tả hữu Bốn tên bạn lữ bên trong, tân lâm khí thức cường đại nhất, ẩn ẩn đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, âu dương minh nguyệt thứ hai, cũng có hiểu linh trung kỳ tu vi, thiên diệu tiên tử lại được vừa đặt chân ngộ linh kỳ, củng cố cảnh giới không bao lâu. Tình hình kỳ lạ nhất phải kể tới Uyển Thiên Thiên, khí tức cường đại, không tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới, nhưng toàn thân liệt diễm bốc hơi, Uyển chuyển thân thể không ngừng tại hư ảo cùng thực thể ở giữa chuyển đổi, trong lúc nhất thời, cho dù ai đều không phân rõ, gì người là giả gì người là thật. Tân Lâm vẫn là trước sau như một, thân sắc bình thản, chỉ là lặng lặng bồi tiếp Tiêu Phàm, rất ít mở miệng thiên diệu tiên tử giống như nàng tính tình, cũng là trầm mặc ít nói. Hai vị băng sơn mỹ nhân mỗi người một vẻ, Âu Dương Minh Nguyệt lại song nghi cao lại, tựa hồ có phần có tâm sự, chốc lát nói, phi thăng là đại sự, vì cái gì nhất định phải đem hai chuyện rắt lôi kéo cùng nhau. Bằng vào ta ý kiến, còn là không bằng trước đem không gian thông đạo tu bổ hoàn tất, lại bình yên độ kiếp phi diệu. Quyền Thiên Thiên lập tức nói, ta hoàn toàn đồng ý Minh Nguyệt tỷ tỷ ý kiến. Mặc dù thất dạ mãng trong trí nhớ, là có kiểu nói này, có thể mượn nhờ phi thăng lúc thiên kiếp chi lực, cưỡng ép đả thông không gian thông đạo, vững chắc không gian pháp trận. Nhưng chuyện như vậy, sợ rằng đều không có thật thử qua, bất quá là thất giả mãng suy đoán chi ngôn, không làm được chuẩn. Tân lâm cùng thiên diệu tiên tử không nói lời nào, nhưng thần sắc rất rõ ràng, cũng là đồng ý Âu Dương Minh Nguyệt chi ngôn. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói ta đã từng điều tra, không gian thông đạo lúc này ra tình trạng không nhỏ, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể tu bổ lại cho tới nay, cái thông đạo này liền không ổn định, trong đó ẩn ẩn xen lẫn thời gian pháp tắc. Bình thường thủ đoạn, căn bản liền tu bổ không được. Chỉ có thể mượn nhờ thiên kiếp chi lực, dù sao thiên kiếp chi lực là đến từ thượng giới, có thể trực tiếp đối kháng chúng ta cái này giao diện lực lượng pháp tắc. Chống trơn nhi cùng ý kiến của ta là nhất trí, nếu như nói, thế gian còn có người so tiêu phàm càng thêm tinh thông không gian chi đạo, kia dĩ nhiên chính là chống trơn nhi nghe xong chống trơn nhi cũng là như thế cái ý kiến âu dương minh nguyệt liền trầm ngâm không nói thêm gì nữa quyền thiên thiên lại hì hì cười một tiếng nói không gian thông đạo này nếu thật là sụp đổ liền để nó sụp đổ tốt làm gì để ý như vậy dù sao thông hướng trung thổ giới không gian thông đạo lại không chỉ đầu này âu dương minh nguyệt lập tức phụ họa đúng vậy thiên thiên nói đúng tiêu phàm cười lắc đầu nói dù sao vẫn là cái thông đạo này mau lẹ nhất có thể bảo đảm vẫn là phải tận lực bảo trụ. Lại nói, đây là một loại toàn model mới, thử một chút cũng tốt. Phi thăng chi kiếp, tại ta mà nói, cũng không quá hung hiểm, bất quá là nước chảy thành sông thôi. Nếu không phải chờ lấy hai vị kia phi thăng, sớm chút thời gian, ta khả năng liền độ kiếp. Chúng nữ tự nhiên biết, tiêu phàm miệng thảo luận hai vị kia, chỉ chính là thất dạ giới chăm nhịn thêm người cùng huyền ta giới một vị khác mộ linh hậu kỳ trí cường giả. Tiêu phàm sớm một hai trăm năm trước, liền đã đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong sớm liền có thể tùy thời dẫn động phi thăng cướp bất quá hắn vẫn luôn nhẫn mà không phát chính là muốn chờ lấy chăm nhịn thêm người cùng huyền ta giới gã cường giả kia phi thăng cứ như vậy dù coi như tại hắn sau khi phi thăng giới diện khác cũng sẽ không có trí cường giả có thể đối vô cực môn hình thành áp bách chỉ cần không có ngộ linh hậu kỳ lão quái uy hiếp lấy tân lâm âu dương minh nguyệt chỉ thủy tổ sư bọn người chi lực đủ để ứng đối hết thảy biến cố. Thấy chúng nữ trên mặt đều lộ ra lưu luyến không rời chi ý, Tiêu Phàm mỉm cười nói, vẫn là câu nói kia. Ta cùng Thiên Thiên đi lên trước. Giả Nhi hòa thanh nhu lưu lại, trợ Minh Nguyệt một chút sức lực. Có thất giả mãng lưu lại những cái kia không gian giới điểm tin tức, tiến về thượng giới không phải việc khó gì. Trôi qua mấy trăm năm, lại sẽ gặp mặt. Mặc dù một đám bạn nữ bên trong lấy tân lâm tu vi cao nhất, nhưng vô cực môn sự vụ ngày thường lại vẫn luôn là Âu Dương Minh Nguyệt tại xử trí. Thủ tịch đại trưởng lão cũng không phải đồ có kỳ danh. Chuyện như vậy, Tân Lâm đã làm không đến, cũng không nguyện ý quản. Trừ tu luyện, nàng duy nhất chuyện cần làm, chính là làm bạn tiêu phàm, cũng là nàng duy nhất nguyện làm sự tình. Cái gọi là nàng cùng thiên diệu tiên tử lưu lại trợ một chút sức lực, cũng chỉ là tại gặp được cường địch thời điểm, xuất thủ đối phó, tông môn sự vụ, hay là sẽ không để ý tới. Trên thực tế, Trước mắt vô cực môn, dù coi như tiêu phàm sau khi phi thăng, cũng vẫn như cũ là ngũ giới thứ nhất hào môn, thực lực mạnh, căn bản cũng không phải là những tông môn khác có thể nhìn theo bóng lưng. Lại càng không cần phải nói, mấy trăm năm qua, cùng vô cực môn ký kết đồng minh ước hẹn, thành vì huynh đệ tông môn siêu cấp cường tông, không dưới 10 nhà. Cái này rất nhiều siêu cấp cường tông hợp lại cùng nhau, càng là bế nghĩa thiên hạ, không người có thể địch. Chân chính đến phiên tân lâm cơ hội xuất thủ, có thể nói là ít càng thêm ít tuyệt vô cận hữu. Về phần mang uyển thiên thiên cùng một chỗ phi thăng lên giới, lại không phải tiêu phàm bất công, mà là tình thế cần thiết. Mấy trăm năm qua, uyển thiên thiên vẫn luôn tại ngưng tụ nhục thân, cho tới nay cũng không cạnh toàn công. Hỏa linh ngưng tụ nhục thân cần thiết không ít vật liệu, tiêu phàm đoán chừng muốn tới huyền linh thượng giới mới có thể góp đủ. Mà lại, uyển thiên thiên ngày bình thường vẫn luôn ở tại, càn khôn đỉnh, bên trong, là nhiều như vậy bạn lữ bên trong, duy nhất có thể lấy, càn khôn đỉnh, vì nhà điểm này ngay cả tiêu phàm đều tự thẹn không bằng phi thăng lên giới thời điểm tiêu phàm đem tùy thân mang theo càn khôn đỉnh chỉ muốn phi thăng thành công tự nhiên cũng đem uyển thiên thiên mang lên đi thật giống như hắc lân cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ phi thăng tam nữ đều khẽ vuốt cằm đây là đã sớm nói tốt lắm tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị mặc dù các nàng ai cũng không nguyện ý cùng tiêu phàm tách rời mấy trăm năm lâu nhưng thân tại tu chân giới rất nhiều chuyện thật đúng là không thể tùy theo tính tình của mình tới. Cuống chi đối với các nàng đến nói, chỉ là tạm thời phân biệt, đợi các nàng cũng đều sau khi phi thăng, cuối cùng cũng có lại gặp nhau một ngày. Lấy tân lâm tình hình mà nói, nàng tiến giai ngộ linh hậu kỳ cơ hồ là tất nhiên, phi thăng lên giới cũng liền 10 điểm thuận lý thành trương. Âu Dương Minh Nguyệt, thiên diệu tiên tử bọn người cố nhiên không có thể bảo chứng có tự tin trăm phần trăm nhất định có thể tiến giai hậu kỳ, nhưng thất giả mãng trong nguyên thần lưu lại ký ức tòa ma giới cùng huyền linh thượng giới ở giữa, có không ít yếu kém không gian giới điểm, có thể tiến hành lợi dụng. Thực tế không thể tự hành phi thăng, cũng có thể từ những này không gian giới điểm chỗ lén qua. Tiêu phàm, chỉ bằng nhị ý tháp ngươi cũng mang theo trong người đi, dưới mắt chúng ta cũng không dùng được. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nói, mấy trăm năm qua, tiêu phàm cùng nàng vẫn luôn tại cẩn thận nghiên cứu lôi quang tháp cái khác thần thông, thật đúng là lớn có sở hoạch, dưới mắt lôi quang tháp, đã sớm không chỉ một loại đơn thuần lôi điện công năng, mà thành một kiện tập công thủ làm một thể cường đại trí bảo, tên cũng cải thành như ý tháp. Mọi người thương nghị, tiêu phàm tùy thân mang theo, càn khôn đỉnh, tiến về thượng giới, đem như ý tháp lưu tại Nam Châu Đại Lục, thay thế càn khôn đỉnh, trở thành vô cực môn bảo vật chấn giáo. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt hay là rất không yên lòng, cứ việc thất giả mãng nói thật nhẹ nhàng, phi thăng lên giới bình thường sự tình ngươi, nhưng đó là lấy trời sinh thánh linh thân phận nói, tiêu phàm tuy mạnh, dù sao cùng trưởng thành thánh linh còn tranh lệch rất xa thất dạ mãng cảm thấy phi thăng bất quá là một bữa ăn sáng đổi tại trên thân người khác vậy liền hoàn toàn không giống như ý tháp là tỳ sa môn thiên vương tự tay ban cho tiêu phàm trí bảo mang ở trên người tự nhiên càng thêm an toàn dù coi như phi thăng lúc hết thảy thuận lợi dụng không được đi thượng giới cao thủ nhiều như mây nhiều một kiện trí bảo phòng thân liền nhiều một phân sinh tồn nắm chắc tiêu phàm cười cười nói không sao thất dạ mãng chân hồn chi lực, còn lâu mới có được hao hết. Đến thượng giới, không có giao diện chi lực áp chế, lập tức liền có thể lần nữa tiến dai. Có hóa hư kỳ tu vi, dù coi như tại thượng giới, cũng có sức tự vệ nhất định, các ngươi liền khỏi phải lo lắng cho ta. Sát quỷ đã từng nói đến rất rõ ràng, một bộ hoàn chỉnh thánh linh nguyên thần thân thể, đủ để cho tiêu phàm liên tục đi trên mấy cái bậc thang. Xem chừng chừ năm đó vô cực thiên tôn, lại không có một cái người hạ giới phi thăng thời khắc như là tiêu phàm cường đại như vậy. Yên tâm, ta cùng chống trơn nhi đã khảo nghiệm qua, càn khôn đỉnh, cùng, vô cực đỉnh, ở giữa, dù coi như cách giao diện chi lực, cũng có thể tiến công câu thông. Cùng đi thượng giới, ta sẽ nghĩ cách đem lên giới tin tức, truyền cho các ngươi. Tiêu phàm lại thêm một câu, cái gọi là, vô cực đỉnh, chính là, càn khôn đỉnh, hàng nhái, là cái này trong mấy trăm năm, chống trơn nhi lớn nhất thành tựu. Tiêu phàm vì hắn cung cấp tốt nhất không gian vật liệu, chống chân nhi liền phỏng chế ra như thế một cái, vô cực đỉnh, đến, cái khác công dụng cũng là thôi, cùng bản tôn ở giữa có không hề tầm thường cảm ứng chi lực, đây là vô cực đỉnh, nhất khiến tiêu phàm hài lòng chỗ. Có dạng này hai kiện bảo đỉnh, cách giới truyền lại tin tức, liền biến thành khả năng. Mặc dù cho tới nay vẫn chỉ là suy đoán chi từ, bất quá chống chân nhi 10 điểm tự tin, nói là đến thượng giới, cũng còn có bảy thành trở lên nắm chắc, có thể tương hỗ câu thông. Tự nhiên, truyền thống tin tức sẽ trở nên phi thường mơ hồ nhưng khi thật thành công chính là vượt thời đại thành tựu to lớn đối không không nhi không gian chi đạo tiêu phàm là cực kỳ tin tưởng thiền điện bên trong lại an yên tĩnh tân lâm bỗng nhiên nói nghe kia sát quỷ lời nói thủy tổ thiên tôn tại thượng giới cũng sáng tạo vô cực môn bây giờ tại huyền linh thượng giới vô cực môn là siêu cấp đại tông không biết là thật là giả từ khi tiêu phàm bị tôn xưng là thánh tổ thiên tôn về sau vô cực thiên tôn liền bị tôn xưng là thủy tổ thiên tôn. Ta nhìn hơn phân nửa là thật, không đợi tiêu phàm mở miệng, huyền thiên thiên liền vừa cười vừa nói. Thủy tổ thiên tôn lợi hại như vậy, chịu chắc chắn lúc thượng giới sáng tạo vô cực môn. Nghe kia sát quỷ nói, thủy tổ thiên tôn tại huyền linh thượng giới, thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chắc hẳn vô cực môn thực lực cũng không thể coi thường. Một cái như vậy như bức hống hống nhân vật lợi hại, nếu như khai sáng tông môn quá yếu, vậy đơn giản không thể tưởng tượng tại vô cực thiên tôn lần nữa phi thăng tiên giới về sau lưu lại vô cực môn chẳng phải là muốn để cho người khi dễ đoạn vô này lý tiêu phàm mỉm cười nói thủy tổ thiên tôn tại thượng giới sáng tạo vô cực môn vậy liền tốt nhất bây giờ không có sáng tạo cũng đừng gấp nghĩ đến sức tự vệ luôn luôn có kia huyền linh thượng giới nhiều như vậy hạ giới tu sĩ chạy theo như vịt nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì đầm rồng hang hổ chúng nữ đều khẽ vuốt cằm nhẹ nhàng thở phào một cái. Lập tức thương nghị đã định. chương 1524, công đức viên mãn. Sau một tháng, Quảng Ninh Châu tu sĩ phàm nhân đều rút đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhạc Tây địa khu tu sĩ cấp cao nhóm nghe hỏi nhau nhau đuổi tới Quảng Ninh Châu đến, hy vọng may mắn bái kiến thánh tổ thiên tôn. Bất quá đều bị vô cực môn chấp sự trưởng lão khách khí cản giá. Thánh tổ thiên tôn mặc dù bình dị gần gũi, lại cũng không phải là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nhạc Tây địa khu những này tu sĩ cấp cao chưa từ bỏ ý định, liền nhau nhau tại Quảng Ninh Châu phụ cận lưu lại, không chịu rời đi. Không ít người đều ôm cùng một loại tâm tư, coi như không có cái kia duyên nên mặt bái kiến, như vậy có thể xa xa gặp mặt một lần, cũng là tốt. Dù sao đây là mấy chục ngàn năm đến, đều khó gặp siêu cấp đại nhân vật, tu chân giới kiệt xuất nhất thiên tài. Tiêu phàm là thật không có thời gian gặp bọn họ, mây cát trời nhiệm vụ gấp gáp, thời gian của hắn cũng không có chút nào dư giả một tháng thời gian, muốn bố trí một cái siêu cấp pháp trận, dù coi như có tầm 10 vị ngộ linh kỳ đồng đạo tương trợ, cũng đủ bọn hắn luống cuống tay chân. Cửu âm thiên vương, phổ hoa chân nhân, hoàng tuyền chân quân, trần trường khánh, phương thánh nhân, âu dương minh hảo, vu sơn phu nhân chờ cùng tiêu phàm giao hảo ngộ linh kỳ lão tổ, đều chạy đến trợ trận. Trừ tương trợ tiêu phàm bố trí pháp trận, bọn hắn cũng được mời chứng kiến tiêu phàm phi thăng. Đây chính là khoáng thế khó cầu cơ hội, bình thường đến nói, bất kỳ cái gì một tên ngộ linh hậu kỳ lão quái vật phi thăng thời điểm thời gian cùng địa điểm đều là nghiêm ngặt bảo mật trừ tín nhiệm nhất môn hạ đệ tử sẽ ở một bên hộ pháp bất kỳ người nào khác sẽ không biết càng sẽ không mời người đứng ngoài quan sát đối với cửu âm thiên vương những này ngộ linh kỳ lão tổ đến nói có thể toàn bộ hành trình chứng kiến tiêu phàm phi thăng kiếp đối bọn hắn ngày sau độ kiếp có không thể đo lường tác dụng trọng yếu một ngày này tình không nhìn giảm truyền tống đại điện ngã về tây 500 bên trong một cái đỉnh núi cao, một cái đường kính hơn 10 trượng cỡ nhỏ pháp trận, sớm đã bố trí xong. Đây thật ra là toàn bộ không gian đại trận trận nhãn. Vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo tổ sư. Thánh tổ thiên tôn tiêu phàm, đầu đội tử kim trùng thiên quan, người mặc mã vàng bát quái bạch hạc áo khoác, túc hạ thất tinh bước mây dày, đứng tại pháp trận chính giữa, mặt như ngọc. Dáng vẻ trang nghiêm, một cỗ hạo nhiên chi khí dần dần tràn ngập giữa thiên địa. Hắn mấy vị bạn nữ đứng ở bên trái mấy chục trượng bên ngoài, cơ khinh xa, Trần Dương cùng Azelena đều đến. Chỉ thủy tổ sư cùng nhị sư huynh Văn Thiên cũng đã đuổi tới. Ngoài ra, thì là tiêu phàm đệ tử Lăng Thiên Hoa, 600 năm trôi qua. Lăng Thiên Hoa cũng đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, 20 năm trước, thiên tôn lĩnh cử hành đại điển, tiêu phàm chính thức đem vị trí trưởng giáo, truyền cho Lăng Thiên Hoa. Lăng Thiên Hoa thụ nhâm vi vô cực môn thứ 65 thay mặt trưởng giáo chân nhân. Từ khi đó bắt đầu, tu chân giới liền đang lưu chuyển, Tiêu Thiên Tôn muốn chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Chỉ thủy tổ sư bên người còn đứng lấy một tên thân hình cao lớn khôi ngô đại hán vạm vỡ, trên thân ẩn ẩn lộ ra man hoang chi khí. Đây là Hoàng Đường, cùng Tiêu Phàm có quá mệnh giao tình thú tộc huynh đệ. Bất quá thời khắc này Hoàng Đường đã hoàn toàn là nhân tộc bề ngoài. Mảy may cũng nhìn không ra, hắn nhưng thật ra là thú tộc đại năng. Nhiều năm trước, Hoàng Đường liền đã đạt đến tại hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Bởi vì thú tộc thọ nguyên cực kỳ kéo dài, bọn hắn tiến dài thời gian cũng muốn xa xa sở trường nhân tộc. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Hoàng Đường vẫn như cũ dừng lại tại hóa hình hậu kỳ. Nhưng thân phận của hắn bây giờ lại không thể coi thường. Chính là vô cực môn luyện phong các thủ tịch trưởng lão. Đồng giáp gấu vốn là thú tộc luyện khí tông sư. Nhiều năm trước, Hoàng đường chính thức bái nhập chỉ thủy tổ sư môn hạ, trở thành chỉ thủy tổ sư quan môn đệ tử, cùng tiêu phàm trở thành mạnh mẽ sư huynh đệ quan hệ. Lan truyền ra ngoài, một trận trên giang hồ gây nên rất lớn tiếng vọng. Bất quá, Hoàng đường cũng không là cái thứ nhất chính thức gia nhập vô cực môn thú tộc đại năng. Vô cực môn bụng dạo uyên bác, rất sớm trước kia, liền có dị tộc đại năng gia nhập liên minh, đồng thời tại vô cực môn được tôn sùng là tổ sư, lưu danh vạn thế. Bởi vì Hoàng đường gia nhập liên minh, vô cực môn luyện khí trình độ, nâng cao một bước. Cửu âm thiên vương cùng chạy đến tương trợ các lão tổ, cũng top 5 top 3 đứng tại bên ngoài hơn 10 trường, không chớp mắt nhìn về phía pháp trận trong ương tiêu phàm. Trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ truyền tống đại điện đã rỗng tuếch. Vô cực môn cảnh giới các đệ tử, cũng rút đến ngoài 10.000 dặm. Tiêu phàm cung cung kính kính hướng chỉ thủy tổ sư không người làm lễ, sau đó tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, chân đạp thất tinh phương vị, vây quanh pháp trận trong ương chậm rãi chuyển động. Trong chốc lát, nguyên bản tình không nhìn dặm trên trời cao, quang hoa nhấp nháy, một cái cực sáng điểm sáng, tại thương khung chi đỉnh không ngừng lấp lánh. Còn không có đám người thấy rõ đó là vật gì, một tiếng ẩm vang, một đạo kim sắc phích lịch, nháy mắt liền tới phụ cận, nhanh làm cho người khác hoàn toàn không có chút nào cân nhắc chỗ trống. Mọi người cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người, thấy thế lại từng cái giật này cả mình. Quá nhanh đi, bên này vừa mới bắt đầu cách làm, liền là thiên lôi cuồn cuộn. Thật giống như cái này thiên lôi đã sớm giấu ở tình không phía trên, chỉ cùng tiêu phàm ngay từ đầu độ kiếp, lập tức liền chém giết xuống. Đối đạo này nhìn qua khí thế hùng hổ lôi điện, tiêu phàm ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút, không tránh không né, tiếp tục chậm rãi cách làm, lôi điện chính giữa hắn trên đỉnh đầu, như vậy lóe lên, liền là biến mất không còn tâm tích, bị tiêu phàm cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn qua, vốn là trung khí rồi rào, pháp lực hùng hậu vô luân tiêu chân nhân, khí tức càng thêm cường thịnh ba phân. Cửu âm thiên vương bọn người liền sẽ tâm mà cười, lúc độ kiếp, hấp thu thiên lôi chi lực để bản thân sử dụng, một chút tu luyện thần thông sấm xét đại năng giả, thường xuyên làm như vậy. Tiêu phàm cửu linh thể chân thân bên trong, cũng bao hàm có lôi linh thể. Khó trách cái này đạo thiên lôi, dễ dàng liền hấp thu không còn một mảnh. Bất quá, khi tiêu phàm bất động thanh sắc hấp thu xong đạo thứ tám thiên lôi thời điểm, tất cả mọi người hay là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hợp lấy người ta đây không phải độ kiếp, đây là đang bồi bổ. Hỗn độn linh thể coi là thật có thể như thế nghịch thiên. Bọn hắn trước kia nghe nói qua hấp thu thiên lôi chi lực để bản thân sử dụng, bình thường đều chỉ là trước ba đạo thiên lôi, từ đạo thứ tư bắt đầu, liền ai cũng không dám mạo hiểm như vậy, dù sao thiên lôi chi lực cùng phổ thông lôi điện chi lực rất là khác biệt, không cẩn thận, liền có nguy cơ vẫn lạc. Đạo thứ chín thiên lôi cuồn cuộn mà hạ, một mực vây quanh pháp trận trong ương xoay quanh tiêu phàm, rốt cuộc dừng bước, ngẩng đầu hướng lên trời, chậm rãi nâng lên tay phải. Oanh, đạo thứ 9 ngũ thải thiên lôi, trùng điệp đánh chúng tiêu phàm cánh tay. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ngũ sắc phích lịch từ tiêu phàm thể nội trực thấu mà qua, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp truyền đến tiêu phàm dưới chân pháp trong trận, nguyên bản trầm tĩnh pháp trận. Bỗng nhiên quang mang lấp lánh, phát ra nhu hòa ong ong thanh âm. Pháp trận khải động, cửu âm thiên vương cùng đứng tại bên cạnh mình hoàng tuyển chân quân liếc nhau, đều khẽ vuốt cằm. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng đều đang âm thầm kỳ quái, vì cái gì bố trí to lớn pháp trận, tiêu phàm lại cũng không cất đặt linh thạch. Pháp trận trận nhãn cũng không cùng nơi đây dưới mặt đất linh mạch tương liên, không biết hắn chuẩn bị dùng cái gì đến khởi động pháp trận, lại nguyên lai đã sớm đang đánh thiên lôi chi lực chủ ý. Ngay sau đó, dưới chân đại địa rung động ầm ầm, phát ra từng đợt sấm rền thanh âm, nhẹ nhàng run rẩy lên toàn bộ đại pháp trận đều khởi động, tiêu phàm chỗ cỡ nhỏ pháp trận, chỉ là đại pháp trận tổng khống trận nhãn mà thôi. Cũng là ngọn nguồn động lực, khoác suy, một tiếng, một đầu toàn thân liệt diễm bốc hơi hỏa long, dài đến mấy chục trượng, rũi ra lợi trảo, xé rách thương khung, dương nanh múa vuốt. Hướng phía dưới tiêu phàm bổ nhào mà tới, tiêu phàm ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ cự lực phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt hỏa long, không có chút nào kháng cự chi lực trong khoảnh khắc liền bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành từng sợi hỏa viêm tinh hoa. Bị tiêu phàm hấp thu hầu như không còn, tiêu chân nhân khí tức trở nên càng thêm cường thịnh, đứng ngoài quan sát mọi người lại là giật mình vừa buồn cười, như loại này độ kiếp càng vừa tinh thần, bọn hắn thật đúng là lần đầu kiến thức. Ngay sau đó, hai đầu hỏa long bổ nhào mà hạ. Cũng là không chút huyền niệm bị tiêu phàm xé nát, hóa thành hỏa viêm tinh hoa thôn vệ chống không. Cùng thiên lôi chi kiếp đồng dạng, thiên hỏa chi kiếp, hết thảy cửu trọng, kết quả cũng cùng thiên lôi chi kiếp gần giống nhau, cuối cùng bị tiêu phàm hóa thành thôi động đại trận vận chuyển động lực. Thiên hỏa về sau, là huyền băng chi kiếp, huyền băng về sau, thì là rưỡi kim chi kiếp, rưỡi kim về sau, ất mộc chi kiếp. Tầng tầng lớp lớp thiên kiếp chi lực, bị tiêu phàm lấy thân thể của mình làm chuyển hóa pháp bảo, triệt để chuyển hóa thành pháp trận nguyên lực, toàn bộ đại địa đều ầm vang rung động, run rẩy càng ngày càng là kịch liệt. Một cỗ không gian chi lực, bắn ra mà ra, chư vị lui tránh, không gian thông đạo bắt đầu phản kích. Âm âm tiếng sấm rền bên trong, truyền ra tiêu phàm trầm thấp thanh âm hùng hậu. Mọi người không nói hai lời, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng phương xa kích bắn đi. Cho dù ai cũng biết không gian chi đạo đáng sợ, nhất là cần trở lên giới chi lực tới sửa bổ không gian thông đạo, khởi sướng điên đi tới ngọn nguồn khủng bố đến mức nào, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Cũng chỉ có tiêu phàm mới dám làm như thế, phảng phất là nhận một loại nào đó triệu hoán, trên trời cao, bỗng nhiên sáng lên. Mọi người một bên phương xa phi đột, một bên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hư không giống như đột nhiên bị xé nứt, tất cả xé rách chỗ đều là màu trắng bệch, phảng phất che một tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, đập vào mặt. Không gian chi kiếp, kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện phong đao, đều đã trải qua. Đây cũng là sau cùng phi thăng kiếp, cũng là khó khăn nhất kháng cự phi thăng cướp cũng không biết không gian này chi kiếp là mỗi một vị ngộ linh hậu kỳ lão quái phi thăng thời điểm đều cần trải qua, hay là chuyên môn chỉ nhằm vào tiêu phàm một người mà đến, tựa hồ cái khác ngộ linh hậu kỳ lão quái phi thăng thời điểm cũng chưa nghe nói qua muốn độ không gian chi kiếp. Bằng không mà nói, thật đúng là liền một thành khiêng qua đi nắm chắc đều không có. Vô tận không gian chi lực, từ hư giữa không trung chen chúc mà ra. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, càn khôn đỉnh, bay múa mà ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành trên dưới 100 triệu chi cự, tiêu phàm hai tay mười ngón luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, cự đỉnh nhanh chóng xoay tròn, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bắn ra, hóa vì một cái to lớn chữ vòng xoáy màu đỏ. Vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một tên 13-14 tuổi tiểu nam hài, chính ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận đầy trời không gian loạn lưu. Chính là trống trơn, mắt thấy không gian này chi kiếp khí thế hung hung, chống trơn nhi cũng không nhịn được, tự hành nhảy ra. Với hắn mà nói, có thể cùng cái này giữa thiên địa hiếm thấy không gian chi kiếp quyết đấu, chính là lớn nhất chuyện vui, kích thích vạn phân. Trong chốc lát, tiêu phàm chỗ chỗ ngồi, liền bị mù xương không gian chi lực hoàn toàn bao phủ, cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, nháy mắt chặt đứt, mặc kệ một loại ngộ mộ linh kỳ cường giả lấy loại phương pháp nào, đều không thể nhìn trộm trong đó một tơ một hào động tính. Minh Nguyệt tỷ tỷ không có sao chứ, đúng hay không, trần dương bỗng nhiên hướng bên người âu dương minh nguyệt hỏi mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vẻ lo lắng âu dương minh nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần lo lắng không có việc gì chỉ bất quá đại trưởng lão mình tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng dưới mặt đất không gian sao động càng ngày càng lợi hại mọi người không thể không toàn lực lui lại trọn vẹn rời khỏi bên ngoài hai ba ngàn dặm dòng rã ba ngày ba đêm bọn hắn không chiếm được độ kiếp trung tâm bất kỳ tình huống gì. Đến đệ tứ thiên bên trên, một mực bao phủ độ kiếp trung tâm mù xương không gian chi lực, bỗng nhiên bị xé mở một cái khe, trừ hào quang màu đỏ bắn ra mà ra. Mọi người không khỏi hoan hô ra tiếng, ngay sau đó, khe hở càng ngày càng nhiều, trừ hào quang màu đỏ dần dần nối thành một mảnh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ầm vang nổ tung. Mù xương khí lãng, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn càn quét mà đi, những nơi đi qua, mặc kệ là núi cao sông lớn, đồi núi khe rãnh, rừng rậm kiến trúc, toàn diện san thành bình địa. Như là thiên ngoại bay tới một viên to lớn lưu tinh, trùng điệp đánh chúng nơi đây. So lưu tinh đánh chúng càng đáng sợ chính là, kia đâu đâu cũng có không gian chi lực. Vây xem đám người thất kinh thất sắc, lần nữa toàn lực hướng phương xa phi độn mà đi. Sóng xung kích một mực càn quét đến Quảng Ninh Châu, đem Quảng Ninh Châu ngoại thành triệt để phá hủy, lại đem Quảng Ninh Châu nội thành san bằng một nửa, mới rốt cuộc hao hết năng lượng, ngừng xuống tới. Mà từ lòng đất truyền đến những cái kia không gian loạn lưu, sớm đã bị chân áp xuống dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù là cửu âm thiên vương những này ngộ linh kỳ lão tổ kiến thức rộng rãi, đứng tại mảnh này đường kính mấy ngàn dặm hoang mạc trước đó, cũng không khỏi phải hai mặt nhìn nhau, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nếu không phải tiêu phàm kịp thời nhắc nhở, bất kỳ cái gì tại khu vực này bên trong sinh vật, đều sẽ bị xoắn thành bột mịn, tuyệt không có may mắn mà giờ khắc này thương khung chi đỉnh, lại là mây mở sương mù thu, trời xanh không mây. Một cỗ ngũ thải nhân quân chi khí, từ cực cao chân trời uyển chuyển mà xuống, ở trên bầu trời sen lẫn thành một đạo ngũ thải hào quang đại đạo. Đầu này hào quang đại đạo chính giữa, tiêu phàm mặt mỉm cười, đằng không mà lên, hà nâng phi thăng. Tân lâm, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người dưới chân độn quang cùng một chỗ, dốc hết toàn lực, hướng na ngũ thải hào quang đại đạo kích bắn đi. Chỉ thủy tổ sư cùng văn thiên không hề động, vuốt dâu, khẽ vuốt cằm, nhẹ thở vào nhẹ nhóm, nói cuối cùng là đại công cáo thành. Chính là, đời này có thể tận mắt nhìn đến sư đệ Hà Nâng Phi Thăng, cũng coi là không giả đời này. Văn Thiên cười ha ha, cực kỳ vui mừng, chỉ thấy trên trời cao, hào quang trận trận, tiêu phàm thân hình, dần dần biến mất tại đầy trời thủy ai bên trong. Vô số tu sĩ cùng trăm tỷ tỷ phàm nhân đều tận mắt chứng kiến cái này kích động nhân tâm một màn, Vô cực thuật tàng trưởng giáo tổ sư quyển 64 Thánh Tổ Thiên Tôn kỷ ghi chép, Thánh Tổ Thiên Tôn lịch trước 320 năm, giáp, một nhóm tổ sư đại hội ngũ giới trí cường giả tại Thiên Tôn lĩnh, uống máu ăn thề, thôi đao binh, thông thương sự tình, vĩnh viễn không công phạt. Từ là ngũ giới ổn định, thiên hạ quy nhơn, này bất thế chi công, ban ơn cho vỗ nội, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Bởi vì tôn làm Thánh Tổ Thiên Tôn, Thánh Tổ Thiên Tôn lịch 280 năm, giáp, Thiên tồn tại Nhạc Tây quốc Quảng Ninh châu bố đại trận, lịch bát kiếp, Hàn nâng phi thăng, công đức viên mãn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết truyện Đại Hào Môn Tiêu Phàm. Chương 1525, hoàn thành lãng nhảm tán gẫu. hai năm, cuối cùng là viết xong. Nói thật, Đại Hào Môn ngay từ đầu, bĩa bánh thật không nghĩ tới muốn chuyển tới tiên hiệp đi lên, về sau tính cách thế cấm, không thể không chuyển. Nguyên nhân đã nói qua nơi này liền không mệt thuật cũng may dưới mắt tiên hiệp cố sự hoàn chỉnh kết thúc cũng coi như công đức viên mãn quyền sách này sáng tác quá trình bên trong một chút ngọt bùi cay đắng ta liền không ở nơi này làm càng nhiều trở về chỗ nói một chút sách mới sự tình đi rất nhiều lão bằng hiếu đều đang nói rất hoài niệm đĩa bánh quan văn nói thật chính ta cũng hoài niệm thỉnh thoảng còn toát ra một chút có quan hệ quan trường văn tình tiết nếu như viết ra nhất định rất đặc sắc nhưng mọi người cũng biết cái này chỉ sợ muốn cùng, về phần muốn cùng tới khi nào, ta cũng không biết. Có thể viết thời điểm, nhất định sẽ cho đoàn người viết một bản, ha ha. Cũng không ít bằng hữu cho đĩa bánh nghĩ kế nói, sửa lịch sử, hướng cổ đại quan trường cố gắng. Cái chủ ý này là rất không tệ, có một đoạn thời gian, đĩa bánh thật sự chính là rất động tâm, về sau cảm thấy đi, tra tư liệu quá hao tâm tốn sức, rốt cục vẫn là đem ý nghĩ này cưỡng ép ép xuống. Mà lại cổ đại quan trường cùng hiện đại quan trường, còn là có khác biệt rất lớn. Tại cổ đại, chỉ ít đoàn người cũng còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy một chút cơ bản nhất nguyên tắc, còn có điểm mấu chốt. Văn nhân cũng còn có khí khái, lấy hiện đại quan trường tư duy đi tìm hiểu cổ đại quan trường, có đôi khi thật đúng là lý giải không được. Nếu không phải là lịch sử vô căn cứ, chủ ý này càng tốt hơn, cần thời điểm, ta thật hướng kia cấp trên chạy, ha ha. Dưới quyển sách hay là trở về đô thị, chúng ta viết một cái huyết tính tuổi trẻ tiểu hòa tử, như thế nào tại không giống bình thường đô thị bên trong, sống ra bản thân quỹ tích tới. E-book tình tượng, mệnh lý huyền học là sách mới nội dung chủ yếu. Sách mới ban bố thời gian, khả năng tại tháng 11 hoặc là tháng 12, muốn nhìn đĩa bánh hai tháng này trạng thái như thế nào. Bất quá vừa viết xong một quyển sách, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhẹ nhõm một đoạn thời gian, cho nên rất có thể sẽ tại tháng 12 phát sách mới. Đến lúc đó, đĩa bánh sẽ cho đoàn người phát cái thông cáo hy vọng có thể cho mọi người kính dâng một bản đặc sắc tiểu thuyết đô thị đã hoàn tất